Mến chào quý anh chị cô chú. Hiện tại em đang có mặt tại xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Thì Bình Giã thì giáp ranh với thị trấn Ngãi Giao ha quý anh chị. Ngày hôm nay em muốn gửi đến quý anh chị cô chú một cái thửa đất vườn có sẵn thổ cư. Đó, diện tích tầm khoảng là gần 500 m². Đó, nằm trên một trục đường bàn cờ ha quý anh chị. Đó, thì trục đường này mình băng thẳng ra thì tầm khoảng là mấy trăm mét thôi, 800 mét thôi là mình đụng trục đường Mỹ Xuân Ngãi Giao Hòa Bình, là một trục chính để ra quốc lộ 51 hoặc là về xã Hòa Bình ha. Đó, xã Hòa Bình của Xuyên Mộc nha quý anh chị. Thì thửa đất vườn ngày hôm nay của mình á, là nằm trong khu dân cư. Đó, và đường này là đường trục chính nha quý anh chị, có đèn đường. Đó, có nước máy ha. Đó, nằm trước mặt mình luôn. Và cái giá cũng rất là phải chăng luôn nha quý anh chị. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ quay review chi tiết từng phần ha. Tôi là Hoàng Duy, tôi thích review chia sẻ tất cả bất động sản. Đây là sổ của mình ha quý anh chị. Đó, mình thì sổ hồng riêng rồi nha. Đó, sổ này thì đã được cấp đổi sổ mới nên diện tích đầy đủ cho mình rồi ha. Thửa đất số 55 tờ bản đồ số 146 ha, địa chỉ là thuộc xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích là 476 m², hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là đất ở là 80 m² đất thổ cư, còn lại là đất trồng cây hàng năm khác ha. Thời hạn sử dụng là đất ở là lâu dài, còn đất trồng cây hàng năm khác là đến tháng 10 năm 2063 ha. Thì đến thời hạn này quý anh chị mang cái sổ đi gia hạn thêm mục đích sử dụng của mình ha. Còn mình đây là trích lục sơ đồ thửa đất của mình. Đất của mình thì tiếp giáp với mặt tiền đường nhựa ha, đất thì xây mặt về hướng đông. Vì lô này là lô cắt thửa nên thành ra hình dáng nó khá là vuông vắn nha quý anh chị. Đây là thửa đất của mình nằm trên bản đồ quy hoạch nha quý anh chị. Đó, mình thì ngang có 10 m. Này, còn thửa đây là thửa kế bên ha, cũng ngang 10 m luôn. Thì chủ đang rao bán hai thửa ha. Đó, sau vào là 47 gần 48 ha quý anh chị. Đó, diện tích là 480 m². Giờ mở quy hoạch lên thì đất của mình là hầu như là quy hoạch phủ hồng đất ở tại nông thôn. Đó, đường xá thì xong xuôi rồi, không có vướng nữa. Khu này quy hoạch bàn cờ. Đó, đường bàn cờ rất là đẹp luôn quý anh chị. À, hiện tại mình có 80 thổ cư rồi và mình vẫn có thể tiếp tục đăng ký xin thổ cư được nữa nha. Thì mình á là có hai lô liền kề ha quý anh chị. Mỗi lô là diện tích là 480 m². Đó, thì ranh giới thì từ đây là đổ qua tường rào bên kia là 20 m, là hai lô chia ra. Thì mua một lô chủ bán một lô, còn mua hai lô là chủ bán hai lô ha. Từ đây nè đổ qua là 10 m ha quý anh chị, rồi đổ qua bên kia 10 m nữa. Đó, sau vào là 47. Đó, một cạnh 47, một cạnh 48 ha. Đó, ranh giới của mình hiện tại thì đất của mình thì đang trồng mì ha quý anh chị. Còn đây là vị trí thửa đất của mình ở trên Google vệ tinh ha quý anh chị. Đó, thì quý anh chị có thể thấy từ Google vệ tinh thì mình cũng thấy khu mình dân cư ở đông đúc rồi ha. Đường là chia theo đường bàn cờ ha quý anh chị. Đó, đường mình nó thông vô cái khu trong này nữa ha. Đó, đây là nghĩa trang ha, nghĩa địa, nhưng mà mình cách tầm khoảng tới 500 m là quý anh chị khỏi lo ha. Còn đây là khu đó, khu bàn cờ của Bình Giã, Bình Trung. Đó, khu này thì trên trục đường chính này thì mình có đầy đủ dịch vụ tiện ích ở trên khu này hết nha quý anh chị. Bệnh viện, chợ, trường học, đó, vân vân. Ha, nói chung là rất là nhiều dịch vụ tiện ích ở trên trục đường này. Hướng này thì mình chạy ngược về đây thì mình sẽ về Xuyên Mộc ha quý anh chị. Đó, còn chạy ngược về hướng này thì mình sẽ về thị trấn Ngãi Giao. Là thị trấn Ngãi Giao ha, cách tầm khoảng là 3 cây số thôi là mình về thị trấn Ngãi Giao, hơn 3 cây ha. Mình về thị trấn Kim Long, đây là thị trấn Kim Long ha quý anh chị. Mình về thị trấn Kim Long tầm khoảng là mất tầm khoảng 8 cây ha quý anh chị. Đó, là chạy thẳng quốc lộ 56 ha. Đó, cách quốc lộ 56 tầm khoảng 4 cây số ha quý anh chị. Đó, mình mà về thành phố Bà Rịa thì đi ngược về quốc lộ 56 ha. Về thành phố Bà Rịa thì mình mất tầm khoảng là 17 cây số ha, là về thành phố Bà Rịa. Đó, còn về biển Vũng Tàu thì mất tầm khoảng 50 cây. À, em xin lỗi, tầm khoảng là 40 cây thôi là về tới biển Vũng Tàu rồi. Đó, đi thẳng trục quốc lộ 56 ha.
Từ vị trí của mình mà ra quốc lộ 51, đây là quốc lộ 51 ha huynh chị. Đó, ra quốc lộ 51 thì mình đi trục đường Mỹ Xuân ở giao Hòa Bình ha. Đó, để ra quốc lộ 51 mất tầm khoảng là 20 cây ha. Thì thẳng quốc lộ 51 thì về thành phố Biên Hòa thì tầm khoảng là 60 ha. Không lên cao tốc về thành phố Hồ Chí Minh thì đi hết cao tốc thì cũng tầm khoảng là 60 cây ha huynh chị. Về đường xá thì đường này là đường chính đó, đường này chạy thẳng qua anh kia là đâm về xã Đá Bạc nha quý anh chị, xã Đá Bạc, và từ đây mà vào trong thì còn rất là nhiều dân cư ở phía trong. Đường này đường chính nên thành ra là có điện điện đường ha, có điện đường đó, có điện đường của nhà nước ha quý anh chị, và có hệ thống cống luôn nha đó. Cống nhà nước luôn, cống bên này ha đó. Khu mình thì dân cư hiện hữu rồi ha anh chị, khu mình thì dân cư hiện hữu rồi đó, từ đây đổ ra thì dân cư ở cũng khá là đông đúc ở khu vực này rồi. Trước đất của mình thì có đường điện, đường internet đồ đàng hoàng hết rồi nè đó. Đất của mình thì thổ nhưỡng đất đỏ Ba Giang và đất là bằng phẳng nha đó, đất bằng đường. Đó, đất của mình ha quý anh chị đang trồng mì rất là tốt nha. Đất thì hiện tại đang trồng mì nên cũng không có thể vào trong được, mà cam kết là đất là không có mồ mả hay bất cứ gì hết nha quý anh chị. Rồi giờ mời quý anh chị cô chú mình cùng xem một đoạn flycam từ trên cao ha. Còn đây là những hình ảnh từ flycam ha quý anh chị. Đó, đất của mình ở phía dưới là đám mì ở phía trước mặt ha. Đây, đây là thửa đất của mình ha, mình có hai thửa ha quý anh chị. Đó, mua thửa nào thì chủ bán thửa đó cho mình luôn ha. Và mua hai thửa thì chủ bán hết luôn. Đó, khu mình thì hiện tại là dân cư hiện hữu rồi. Đó. Đường của mình là cái trục đường của mình là trục chính nên thành ra bên trong dân đổ về ra cũng rất là nhiều nha quý anh chị. Xây về hướng này thì khu dân cư Bình Giả rất là đông đúc ở phía trước, và trục đường chính thì cách tầm khoảng là 800-900 m thôi ha. Rồi bây giờ em sẽ di chuyển bằng xe máy ra trục đường chính cho quý anh chị tiện hình dung về khu vực ở phía bên dưới ha quý anh chị. Đó, thì trên trục đường này thì hiện tại là dân cư ở cũng rất là đông đúc rồi. Đó, nhà vườn cũng rất là nhiều ha. Thành ra thì nó rất là phù hợp để cho mình có thể mà xây các nhà vườn nè. Nó mua để đầu tư sinh lời nữa. Bởi vì cái giá còn khá là hợp lý. Thì hiện tại chủ đang rao cái giá bán là 1 tỷ tư. Thì cái giá này là cái giá khá hợp lý ở thời điểm hiện tại của anh chị. Ở trong khu vực này thì cũng rất là ít có đất mà bán ha, có thì hầu hết là người thân người ta mua hết, bởi vì khu này từ trước tới giờ là nổi tiếng là về đi nước ngoài là nhiều ha, đi tất cả các nước châu Âu hoặc là đi Mỹ, đi Úc ha. Đó, thành ra việt kiều ở khu này cũng rất là đông nha anh chị. Đó, số lượng kiều bào ở đây hầu hết là người ta cũng mua để dành để mà hồi hương ha. Đó, rẽ qua đây thì mình đã tầm khoảng mấy trăm mét nữa thì mình đã ra cái trục chính Mỹ Xuân ngã giao Hòa Bình rồi. Ra ngoài đó thì đầy đủ dịch vụ tiện ích cho mình đó, chợ búa, trường học ha. Hiện tại thì trời đang mưa ha quý anh chị, cố gắng cho quý anh chị xem hết video ha. Rồi trước mặt mình là trục đường Mỹ Xuân ngã giao Hòa Bình ha quý anh chị, trục đường mới làm ha, mới làm xong. Và đường này là đường có vỉa hè ha quý anh chị. Và cuối cùng em cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị cô chú đã dành không ít thời gian quý báu để xem video này ha. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị cô chú mình ở những video tiếp theo.